con. Ờ, bên đây là lợn. Chết con mẹ vai rồi. Hả? What? Gì đấy? Mưa mà chơi nghe ma nữa thì vãi lâu. Beautiful. Yes sir. Anh em nào sợ ma thì đi về. Còn thằng nào bản lĩnh đàn ông thì ngồi lại đây cùng anh pha phá đảo game này. Thằng nào tiếng giấy mũ, thằng nào hèn, thằng nào sợ, tự giác thôi không xem livestream nữa, đi về. Thế thôi nhá. Thế thôi. Ok. Và đó là có 10.000 anh em rất hèn đã ao ra rồi. Tìm đường đến bệnh viện. Yeah, giải thích qua cho anh em sơ qua để cho anh em dễ hiểu và enjoy con game này cho nó thật là nhanh. Và nhập vai vào một thằng lính, đấy là thằng gì Khoa nhớ là vậy, Khoa đọc qua qua là vậy. Có cái súng, mình phải thoát ra khỏi cái chỗ này. Đó, mà trong cái chỗ này thì rất nhiều ma. Ma lon, ma già, ma chú dài. Rất nhiều ma ha. Thể loại ma gì cũng có hết. Ok. Anh em lên đường. Đọc tờ giấy này coi. Còn mẹ. Đọc tờ giấy này như thế nào vậy? Ồ. Oh. Anh đừng hù tụt em nha. Ủa sao để sao ma hù tụt em được rồi nha. Anh. Cảm ơn nhé, cảm ơn nhé. Sao lại không lấy cái tờ giấy này được vậy? Không nghe được luôn. À nghe. Quái vật cũng thích tiền vàng. Những đồng tiền vàng mà chúng vô tình làm mất nằm rải khắp thế giới. Có cái vớ vẩn đéo lấy được đồng tiền vàng nhờ. Nhà cái đồng tiền vàng này sao? Số 1, số 2. Ê. Ê, đéo nhặt được cái đồng tiền vàng nhờ. Có nhá nghe các thứ rồi nhưng mà không nhặt được đồng tiền vàng. F. À, tương tác là nút F. Bắn là nút chuột, đèn pin chữ T, ngồi sởm cu cọ dưới đất là bấm chữ C. Thay đổi đơn đặt hàng bấm R. Nhắm bằng chuột phải. Chạy đúp xít. Dét vũ khí. Đơn giản thôi. Tương tác bấm F. Thế rồi. Oh yeah. Móc cái súng ra đi. Cái gì nhờ? Mở đèn là chữ T. Thở cái con cặc con nhân vật này. Ok anh em lên đường. Can you hear me? Có ai đây không vậy? Bên đây đi, bên đây hay là bên đây anh em canh chấp. F3. Trường á là những cái chỗ mà không có cửa thì ơi, thôi đi bên đây đi, tôi chọn đi bên đây. What? À, hey. Đâu gì đâu. Ờ, xác chết rồi, xác chết rồi. Trong đây là một cái bệnh viện anh em ạ. Từ từ. Nhặt cái đồng tiền vàng đó. Dạ sơ. Mình nhặt hết đủ cái đồng tiền vàng là mình sẽ win nha anh em. Đấy. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái xác. Nghe nói game này hù dữ lắm, mặt cười. Không có hù, game này vui lắm. Ủa mấy con nhân vật chạy trong lõ vậy. Woo. Không. Má tôi ghét chơi cái game nào mà nó jump scare lắm nha. Cây. Ghét chơi cái game nào mà nó jump scare quá nha. Jump scare là anh pha đéo chơi nha. What the fuck. Đây. Nói chung là mình chỉ kìm cách, mình khó ra khỏi cái bệnh viện này là mình sẽ win anh em à. Dạ sir. Toilet clear. Má đi qua đây hay là đi qua đây ta. Đường này đường cục. Ô cha rén à. Đường này đường cục. Mở cái gì vậy ta? Chết con mẹ mày, mở cái... À! Cái gì vậy? Sao nãy có cái tượng ở đây đâu? What the fuck? Come on bro. Má. Đừng để con pha này nóng nha. Gần hết đạn rồi.
Mở cái cửa này đi. Uầy, sao nhiều cửa thế nhờ? Cửa này mở, cửa này mở được không? Cửa này mở không được. Cửa này. Can you hear me? Có ai đây không? Lại. Rồi có nghĩa là mình gặp cái con ma đấy là mình phải núp vô. Ủa? T. Rồi ok hiểu. Qua hiểu. Chết mẹ. Ai gõ cửa phòng vậy? Đúng không nhờ? Rồi mình mở cái này ra trước đi. Từ từ nha, hồi nãy cái màu hồng này là con ma nó ra. Mình thử cái màu vàng coi. Oh yeah. Căn phòng nào đây? Có máu là có giết người ở đây. Open the door. Đi đéo được luôn. Là con mẹ mà con game này nó jump scare thật. Cái này mà con game này nó jump scare thật. What? Nhờ bắn ma nó chết là được rồi. Không. Hey. Woo. Yes sir. Chứ là vũ bức tranh đó mà. Ở đây có cái nút. Có dũng máu nữa. Mà bóp vô cái nút này nó bị gì ta? Nghi lắm nha. Nút ma thật. Bấm vô cái nút này là mình sẽ gặp ma. Bấm thử coi. Mà chính ra là nó giải thích trước luôn rồi đó. Ừ. Chính ra là nó giải thích trước cho Khoa là bấm vô là sẽ bị chết. Nhưng mà Khoa vẫn lì. What? Không sao. Bây giờ đi ra là chỗ cũ như thế nào ta? Nhất mày rồi không? Chỗ này hù à. Bố mày biết rồi nhá. Nhưng mà cái chỗ này thấy quay lại, phải quay lại. Mu. Ê, cái cửa này không mở, cái cửa này không mở ra được thì sao mấy ông? Mở cửa. Còn mẹ nó. Sao ra được chỗ này ta? À, ngồi xổm xuống là không chết. Yeah. Mèo. Mấy con ma làm bẫy. Có người tao IQ 500. Thế thôi. Thằng Khoa này thế thôi. Con game này không thổi nào làm khóa được. Con mẹ mày, cái cửa này sao mở không được vậy? Thế là cái bức tranh có vấn đề. Mình phải vô mình xem là cái bức tranh. Bức tranh này. À, thêm đạn nè. Bình xăng làm gì ta? Ồ, thêm đạn thôi. Ồ. Từ từ nha, cái bức tranh này nó có gì á. Ờ, đồng tiền vàng nhận rồi. Ok. Nên thằng Khoa này thì thế mà đi thôi. Dạ. Này là gì đây? Bê tông bình thường. Xác, hai cái xác. Một con dao. À, hình như đây là một cái bệnh viện. Nhưng mà trước khi một cái xác mà chết, người ta phải cần có một cái nguyên nhân là cái người ta chết như thế nào. Thì thường chết như nào thì bác sĩ trong bệnh viện người ta sẽ mổ tử thi ra, người ta khám nghiệm tử thi. Sau khi khám nghiệm tử thi có kết quả rồi thì người ta sẽ nộp lên công an. Từ đó kết luận là cái xác này chết nguyên nhân là như thế nào. Ok anh em? Ok. Anh em hiểu không?
nó là ở cái phòng mà xác chết như này mà có những cái dụng cụ mà dao búa hay là cái cờ lê như này thì cũng bình thường, chả có vấn đề gì. À thế à. Có người nghe thấy tiếng động lạ sau sau giá sách. Có phải là ma ám không? Ma con cặc. Thời hiện đại tao không tin có ma. Tất cả chỉ là giả thiết. Bố mày đi tiếp. Thời buổi hiện đại rồi. Ma đâu ra? Trong đây là cái gì vậy? À, trong đây chỉ là am. Tôi biết rồi. Đây là mannequin. Anh biết mannequin này làm gì không? Đây là những cái người mà kiểu người mình nhưng mà mannequin, để gọi là dùng cho học sinh sinh viên mới vào ngành y để mà thực hiện gọi là phẫu thuật thử. Đấy, phẫu thuật thử. Uầy. Bản lĩnh vào đi a. Ê, ê, what? Ờ, ra đéo được. Ờ, cay. Con mà em ăn cứt rồi. Rồi sao? Rồi sao? Rồi sao anh em? Rồi đi ra, con ma nó bị điên rồi. Anh cô cho em hỏi cái. Rồi sao ta? Mình hình như mình phải giết nó hay sao? À, vô ra tay với con ma này hả? Quá cà liều thịt. Cái này bà này không phải. Thế là phải vô trong đây rồi. Làm sao tôi không sợ ma, tôi không sợ ma. Mở cái. À đây. Đi vậy? Thế thôi. Khoa này thế thôi. Chết con mẹ rồi sao vào đây được ta? Chết mẹ nó béo vào đây được hay sao nhờ? Thế sao anh em nhờ? À, vào đây cũng không có chỗ ra. Thế là không phải đi vào đây phải giết con quái này. Thôi mình giết được con ma kia rồi, mình đi ra thử coi. Từ nha. Để thấy coi gì. Có người nghe thấy tiếng động lạ sau giá sách, có phải là ma ám không? Mày cho cầm con ma. Mà em khỏi la nữa đi. Đó, anh em mình sẽ nghe nó đéo la nữa đó. Mà sợ quá. Ồn quá. Rồi phải vô đây à. À hiểu rồi. Chết mẹ rồi. Cái kệ sắt này là cái Ủa thế thì đi. Không bắn nó được. Vậy thôi hả?
trời ơi, làm tao tốn thời gian. Ê, bình thường tôi thấy trên TikTok. Quay vậy? Ủa? Rồi sao? Hả? Rồi sao qua chỗ này? Từ từ nha. Ơi, ở trong kia có một cái xác chết nữa mấy ông ơi. À, rồi sao qua chỗ này vậy? What the fuck bro? Hết ma rồi. Không, có nghĩa là sao một cháp mình giết được một con ma là nó sẽ hiện ra một cái đồng tiền vàng. Mình nhặt ra một cái đồng tiền vàng, nó là mình xong một cháp. Mày quá thông minh. Yes, mày quá thông minh bố ơi. Bây giờ mày xả nước đi. Hai đồng tiền vàng. Ủa mở ra rồi mà. Chết mẹ hết đạn rồi. Ơi có đạn rồi. Spoil lại đạn rồi, ngon. Rồi tôi đi nhặt đạn thêm nữa. Oh yeah. Ngon. Ơi mà giỡn với game thủ PUBG. Nhưng mà làm sao để mình qua được bên kia nó mới là vấn đề đó này. Hôm nay thì qua làm sao, làm gỏi xong rồi. Không, bây giờ mình đẩy cái tủ nè. Ngồi xổm. Đây nè, trong đây có một cái xác chết nè. Mà đéo biết qua cái chỗ này như thế nào. Sách, đéo có sách nào đọc được hết. Nói chung đó là cái game này cần mình kiên nhẫn. Em hiểu không? Có sự kiên nhẫn và cực kỳ tỉnh táo ha. Ok. Thế thôi, em qua lấy đạn thôi nha. Lấy đồng xu để thôi. Mở cái này là gì vậy? Ê, từ từ nha. Thế thôi nha. Giờ em qua đi chat tiếp theo thôi. Đơn giản. Thật ra má con ma này nó trâu dữ vậy trời. Gì nữa vậy? Con ma này trâu dữ vậy. What? Con ma này nó trâu dữ vậy anh em. Ma lỏ, ma ga minh. Đã xong nhiệm vụ, em qua tiếp tục lên đường. Cửa tiếp theo. What? Anh lợn. What? Ôi con mày, mà con heo này bắn đéo. Ôi. Where are you? Where are you? Nhặt thêm đạn nè. Ngon. Rambo tới chơi. Where are you? Đồng đội đó à. Đi xuống đây à. Ui, con mà chỗ này là chỗ mổ lợn anh em ơi. Từ từ nhá. Thịt lợn này. Thêm băng đạn này. Vãi cà liều thật. À, có nghĩa là con lợn này nó không được siêu thoát. Xong là bây giờ nó sẽ ở đây nó trả thù anh em ạ. Oh yeah. Ê. Con mẹ ơi. Đéo ổn rồi. Sao bắn nó đéo thấm vậy?
mấy thằng nhóc. Ủa sao mấy con lợn này nó trâu dữ vậy? Phải cà lều thật, ba con được một đồng xu, đùa tao. Ủa hả? Chết con mẹ ơi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Một, hai, ba, bốn. Vãi cà liều, hai bắn đạn mới chết được một con heo to. What? Thôi cũng được. Anh lợn tới chơi, bót bót cái này rồi bót game em ơi. Thế là xong thêm một chấp đó. Nghĩa là xong thêm một chấp. Mình đọc tờ giấy này. Gì đây? Ghi chú của kẻ xâm nhập, người đô gặp. Tôi nghe nói rằng một căn phòng bí mật ở đây. Phải, còn những thứ có giá trị được giấu trong đó. Tôi không thể tìm thấy nó vào ở đâu. À, có nghĩa là có một cái căn phòng bí mật ở đây. Bây giờ mình phải tìm nó, tại vì trong đó giấu rất nhiều báu vật. Oh yeah. Nhiệm vụ quá dễ đi. Bố mình đéo cần biết cái căn phòng bí mật đó được không? Oh. Lớn cùng một trứng ma quỷ sắp nở cắn nhau. Chết mẹ, mà trứng ma quỷ sắp nở thì mình phải làm sao? Hả anh em? Hả? Trứng ma quỷ sắp nở rồi mình phải làm sao? Lấy cây xà beng đâu rồi? Xem giải đéo đập được con mẹ. Ủa cây xà beng tao nhặt nó mất tiêu rồi. Cái gì đây? Từ từ nha, từ từ nha. Tao bấm ép được nè. Quê. À, thế thôi nhờ. Thằng qua là thế thôi, xong. Trời ơi, tưởng thế nào. Nói chung là mình nhặt cái trứng đó xong rồi mình quăng một cái chắp mới, nó là ok. Mình ăn cái trứng à, thấy không? Xong rồi đấy. Bây giờ mình qua một cái chắp mới. Bệnh viện, ở đâu? Mà nếu muốn, không, nếu muốn đi tiếp thì đây à. Đây đéo vô được. Đây cũng đéo vô được. Từ đọc có thể. Thang máy đang được sửa chữa, nếu bạn muốn đến bệnh viện, bạn có thể thử ống thông gió ở đó. Nhưng bạn có thể cần tích. À, cần một, đúng rồi. Cái đồ khui cái đồ ống thông gió đây. Quá dễ. Sao thằng nào bảo mà tao đéo phá đảo được cái con game này hả? Mấy nhóc, đừng thấy hoa nở mà ngỡ sưng về. Con mẹ. Sorry anh em. What? Ôi tí nữa hết đạn rồi sao? Tí hả anh em, tí nữa hết đạn thì sao anh Xuân Anh? Từ từ nhặt đồng tiền vàng của nó. Anh Xuân Anh ngày mai edit, nhớ bíp lại giùm tôi mấy cái này nha, hình ảnh tôi đang tốt. Anh Xuân Anh ngày mai edit nhớ bíp lại giùm tôi. Anh pha ơi. Còn có 8 viên. Đây. Hello my friend. Bíp. Mà đã vào trong đây là đéo có ai là con người hết. Bắn hết. Bắn nhầm còn hơn bỏ sót. Bíp bíp. Bíp. Hả? Bíp. Không ăn thua với súng đạn. Con má ẹo mà này bắt tử à. Tề thiên đại thánh. Trời ơi. Thế thôi à? Gì đâu nhỉ? Em hôm qua tới chơi thôi nhỉ? Tưởng hả?
Ờ, bên đây là lợn. Chết con mẹ hoa rồi. Chết con mẹ mà hết đạn rồi sao anh em? Hết đạn rồi sao vậy? Mất. Thế thôi. Khoa này bắn đế rồi. Tờ giấy gì đây? Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm, vực thẳm cũng nhìn lại bạn. Đó là tiếng thì thầm của bóng tối. Tiếng thì thầm của bóng tối và khói mù ẩn sau lưng phản chiếu ánh sáng rực rỡ trước mặt bạn. Cái bóng là nét vẽ của đau khổ, thể hiện sự bền bỉ trên bức tranh cuộc đời. Đối mặt với gian khổ, thiên hạ thường không nhìn thấy ánh đèn soi đường, nhưng không biết rằng dù có bị ghế có đạn á, dù có bị mắc kẹt trong đêm vô biên, họ cũng không cần niềm tin làm ngọn nến mò mẫm trong bóng tối. Trong lòng có ánh sáng. Nói cái đéo gì đéo hiểu gì hết. Má văn của đá. Mấy thằng chơi đồ hay nói vậy lắm. Đây, cái ghế trong đây nè. Hà. Ê, từ từ nha, bây giờ mình rơi xuống đây là mình chết luôn. Cái thằng viết thư này nó chơi đá tắt. À, bức tranh đây. Trên tường có những dòng chữ kỳ lạ bị chặn lại. Điều cuối cùng tôi nhận ra là không có ánh sáng thì không có bóng tối. Con mà mẹ mày quỷ đá. Thằng này là một thằng nhà bác học điên rồi. Thằng bác sĩ điên. Quỷ đá. Con mà mẹ nó. Một, hai viên, ba viên. Thế thôi. Con mày có game mày nhiều hù hết nha. Chết mày còn có 6 viên đạn rồi sao? Trung bình nhà bô con còn có 6 viên đạn sao vậy ta? À, nhờ vô đây vô cũng không được. Vô đây vô cũng không được luôn. Nên tự tử để lấy lại đạn không nhờ? Nay cho đi cũng không được rồi, chắc chắn rồi. Thôi à, mày đi ra kia thôi. Đâu, cái tiếng của con nhân vật trong đây anh em ơi. Nhân vật mà nó sợ là nó tự đánh rắm á. Anh em không biết rồi. Ô, đạn đây. Phải làm được. Người ta nói rằng vũ khí của các nhà điều tra siêu nhiên là phi thường. Tất cả đều được khai sáng bởi các nhà sư lõi lạc và có thể đối phó với những sinh vật khủng khiếp và vũ khí bình thường không thể tấn công. Và loại vũ khí này chỉ có hiệu quả khi các nhà điều tra siêu nhiên sử dụng. Ngáo đá. Còn mày à đó. À, với cái thư ngáo đá. Ồ, tắt đèn là có đường đi ha em. Chỗ này tao bị hù rồi. Tắt đèn là có đường đi. Đường đi đâu mày? Đường đi đâu mày? Hả? Cái đường đi đâu vậy? Ê, tao tắt đèn rồi nhưng mà cái vực nó vẫn vậy nha. Ờ. À. Ô, chị Trân mang đồ ăn lên cho anh kè. Mày chuẩn bị ban đó sợ. Tao là không mở ban cho mày đâu. Anh thấy ngon mà. Từ từ nha, từ từ nha. Cái bóng. Cái bóng là sao anh em nhỉ? Tắt đèn có cái bóng. Đèn rồi đi qua. Yes sir. Tuyệt vời. Hey ơi, hay.
Mở cửa trong này gặp ma, đéo mở đâu. Mà đéo, đéo điên. Rồi ý mày là gì? Rồi đi đâu? Hả? Không nhìn xuống. Yeah. Hai. Một ý kiến không tồi. Hay đó chứ nhờ. Được cái chứ nhỉ. Thì phải thế chứ anh em. Quá là tuyệt vời nhỉ. Hay đó chứ nhỉ. À, cái con mẹ mày ảo thật đấy. Úi giời ơi, thế mà Khoa không biết. Xin lỗi anh em kênh chat đấy ba, lỗi Khoa. Yes sir. Oh. Bây giờ sao? À, ta phải thế chứ, phải thế chứ. Ôi, ôi, ôi. Mà vẫn phải con. Xem giải video cuốn a. Từ đến đến anh tập trung anh phá đảo con game này cho anh. Rồi rồi Khoa hiểu rồi. Khoa cố tình chết để lấy đạn thôi. Còn mấy nó cái game. Ủa? À. Hùi thôi không sợ. Cho nút cái lử em cái. Má e mày. What? Cái đéo gì đang xảy ra vậy? Sao vậy? Từ từ anh em ơi, đây tôi kiếm mà có đạn hay là có gì không? Kê đòn. Sao nhìn vô tôi giờ? Mở cửa. Là sao nhờ? Can you hear me? À! À, dạ. À, anh có con cò ba, có nghĩa là mình không bắn nó. Mình không bắn nó. Dạ, yeah, dạ, yeah. Ok, ok, ok. Mình bắn nó là mình chết luôn. Nhân viên bệnh viện cơ bản biết mật khẩu của tầng hầm bệnh viện. Ok. Em. Em vui bự với em. Má cái vú nhỏ này bự quá làm qua mắt tập trung.
Ủa dù Khoa đi khuất như này thì sao? Đúng rồi, nó không thấy Khoa, Khoa không thấy nó. Ô em, em bị sao vậy em? Chỗ nào không khỏe không em? Đặt cái gì em? Đặt tay lên ngực em á hả? Ờ, hàng thật, không giả, ok. Êm tay lắm. Sao vậy em? Cái đoạn này như thế nào ta? Biết biết là nhìn nó rồi, nhưng mà nhìn nó tôi không làm được. Em ơi, em ơi, đâu rồi? Cái con mày mà rõ ràng là nhìn mày gầu ấy, con ma thật rõ ràng là nhìn nó rồi. Ờ, mày à, mày con mẹ mày mặc bố mày thấy rồi nhá, nhúc nhích làm chó đó nhá. Mẹ đùa, phải tắt đèn à? Ồ, tắt đèn anh em. Hey, ok. Ai chết mẹ, đéo làm việc nhỏ này được hết rồi. Rồi để đi xa, để đi khoảng ấy. Gì vậy? Đâu rồi? Con ma kìa, mày như con ma ấy giờ. Đéo mà súng đạn không ăn thua. Mở cửa. Đâu, 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 đâu. Là sao ba? Em y tá này phải có vấn đề. Em đi đâu? Em đi con mày, em đi. Khó chịu vô cùng. À, đi kiếm cái tay cho nhỏ này nó sẽ cho mình chìa khóa đúng không? Ờ, Khoa hiểu luôn. Đừng có me cặp vú của nó nữa hả? Ok, Khoa hiểu. Má em bị gớt tay đâu vậy? Em gái ơi, ai chặt tay em vậy? Ờ, tay em đây, tay em đây, tay em đây. Rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Bố mày nhìn thấy mày rồi nha. Đừng đi theo tao. Đừng đi theo tao. Sao như nào? Mẹ mày nút lử không? Như sao con mày à mày, bố mày chạy. Phải nhìn
Không sao, kế cuối nào. Baby, làm gì thằng pha này đấy, con mẹ mày nữa. Đâu rồi? Đứng đây đợi nó xuất hiện đã. Đâu nhờ? Đâu? What? Lắp cái tai cho em gái này. Ok. 12138. Ủa sao nó không xuất hiện nữa hả? Ôi giời ơi, cái màn nó dễ như thế này. What? Cái gì vậy trời? Má, cái màn này chắc là màn ghê hơn hả? Rồi nha. Khẩu súng này do Vinasor để lại cho bạn. Giá gốc là 998. Bây giờ bạn chỉ cần 66 lượng vàng là có thể sở hữu vĩnh viễn. Nếu bạn không có nhiều tiền và như vậy, chỉ cần bạn có thể nhìn vào Ban Ban còn sống, cô ấy sẽ tạm thời cho bạn mượn khẩu súng này, các phím số 1 và 2, chuyển vũ khí. Các viên đạn tiếp theo được nhặt sẽ tự động chuyển loại đạn theo khẩu súng do điều tra viên. Ok. Này gì? Rồi. Đéo đủ tiền. Thế thì nhìn ai? Nhìn lại ai? Ban Ban là ai? Ban Ban là ai vậy anh em? Mẹ, lúc từ lúc tao chơi cái game này tới giờ tao chưa biết Ban Ban là ai. Nhà vô địch Quyền Anh Dr. Swin. Có một kẻ lập dị đáng sợ tên là Swin Boxing King. Trong truyền thuyết đô thị, anh ta có thể nhanh chóng xoay đầu từ bên này sang bên kia trong trận chiến, né tránh những viên đạn, đến với cuộc tấn công tầm xa khác với tốc độ kinh ngạc. Điểm yếu của anh ta là đầu, và nếu đầu anh ta bị tấn công, nhà vô địch Swin sẽ bước vào trạng thái chạy trốn để tăng tốc độ di chuyển. À, tấn công vào chân của anh ta có thể làm cho anh ta rất chậm nhưng gây ra ít thiệt hại hơn. Yeah, là rồi mai em ngồi sao mua được con súng này, có nạp tiền không thằng này hả? Ôi má, bót cuối rồi anh em ơi. Giờ không có tiền sao mua? Có nạp tiền không? Anh em có nạp tiền không? Em yêu, anh yêu cho anh mượn cái súng được không em? Mày á, không để lại thông tin gì hết trơn. Em yêu, em yêu. Má này, không có cái tác dụng chó gì chứ. Ban Ban là ai vậy? Tôi được mới có 20, tôi được có 28 đồng vàng. Thế thì khó, mà súng này không sao chơi được. Má, game này bắt nạp tiền mới có súng rồi. Đúng không anh em, cái game này bắt nạp tiền mới mà có cái súng được rồi. What? Biết rồi, 66 đồng vàng thì khó. Giờ đi đâu tìm được Ban Ban là con đéo nào nhỉ? Tại sao không phải là xí xí, thanh thanh, lạc lạc? Không mua được. 66 vàng mới đụng được vô khẩu này cơ. Không, mình chơi chay, mình chơi chay thử coi. Mình chơi chay thử coi. Hello my friend. Oh, bot cuối, bot cuối, bot cuối.
Thì quá tạp. Ý có như vậy. What the fuck? Con mà em con boss gì tiếu gì vậy? Một đấm chết luôn. Một đấm chết luôn. Trông giống anh biểu bé bỏng vậy. Hai lắc đầu là giống anh biểu bé bỏng hết. Vô đây. Súng đâu. Lụm đồng tiền nữa thôi. Gì trời. À tập cuối hay sao nhờ. Sipa. Gì đây. Gì trời sao mốt. À tới bệnh viện rồi nè. Đến bệnh viện đâu. Quýnh rồi. Cái này cũng được. Cái gì mà gà minh mà ồ không. Ồ cái trứng ở đây. Cái gì? Trứng quát linh, một quả trứng khổng lồ được nuôi dưỡng bởi các linh hồn ma quỷ, hấp thụ sự bình an, sự bất bình của trời đất. Một khi chúng nở ra, chúng sẽ sinh ra những con quái vật hồ lóc nét, khiến các sinh vật bị hủy hoại, tất cả chúng ta bị tiêu diệt. Thế mày mắc đéo thì tao phải là người giải cứu. Tiêu diệt bị tiêu diệt cung. Đúng không? Thế tại sao thằng Khoa này phải là người giải cứu vậy? Chết thì chết chung. Khi nhịp sống hối hả của thành phố im lặng và màn đêm lặng xuống, lặng lẽ buông xuống. Bệnh viện XXNX lẽ ra là biểu tượng của sự chữa lành và tĩnh lặng, đã trở thành một nơi bí ẩn và lo lắng. Làm một quả gấm đã. Mỗi khi màn đêm ngập sâu, hàng loạt sự việc khó tin được dàn dựng trên bệnh viện khiến người ta ớn lạnh. Tất cả loại tin đồn gùng gợn được lan truyền riêng bởi nhân viên y tế. Và điều kinh hoàng nhất là cái chết kỳ lạ của y tá Đào Râm. Woohoo! Yes sir. Hiểu luôn. Nhặt cái đồng xu, quá nhiều trứng vậy. Ê. Nghe tiếng ai như em mấy á nhỉ. Em gì ơi, anh đến. Trượt hết. Ok, mình chỉ cần giết con đó là xong. Bèo Mitty. What the fuck Mitty. Mitty. Em đừng vào anh. Mitty. Woo.
sao nó béo xéo vậy? À, khó vậy. Từ từ nha, thấy mình không giết nó đơn giản vậy được rồi. Mình vẫn có kế hoạch bài bản. Súng bắn mà nó đúng rồi, phải cần có shotgun. You care to me, bro. Hay là mình trả lên lầu chúng ta? 34 vàng không đủ. Đi tới kia là có ma. Thôi mình đéo đi tới kia. Ừ. Mình đéo đi tới kia nữa. Ừ. Vậy đó, chịu chịu buộc chịu. Trứng ác linh. Thu thập trứng ác linh luôn. Thu thập trứng ác linh. Một trứng. Ôi. Quái trời. Mitty. Mitty. Em bình tĩnh đi. Mitty. Sao vậy Mitty? Em làm sao vậy Mitty? Hả? Chắc là phải farm vàng ở đây xong mình mua cái sóc lọ rồi anh em ơi. Thấy mình phải farm vàng ở đây mua cái sóc lọ sao á. Hello. Nhỏ tiếng tí cho đỡ giật mình. La 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 con cặc. La 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 la. Nhà cặp đèn đó bị hù. La 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 la. Con mẹ mày tới đây rồi sao nhờ? Hay mình phải farm. Oh yeah. Mình phải vô đây nè, bây giờ vô đây dưới nó hả? Từ từ tôi vô trong quầy nè. Ô đèn nè. Nhặt đèn đi. Oh. Mẹ nó có con game gì, game thì đéo đấy, thấy hay rồi nó toàn hù không à. Tí bố mày, mày report. Game toàn hù không mà thấy thì chưa gì hay luôn. Toàn hù không à. Dùm khe. No dùm khe. Nó toàn hù không à anh em ạ. Hết hồn. Thế bây giờ mình phải dụ con ma kia. Bên này đéo đi được. Hình như chương này là chương cuối rồi đó. Chương này là gần cuối rồi. Thôi bây giờ, hồi nãy giờ là mình được một cái clip rồi. Để cho mọi người nôn nao mong chờ là mình sẽ diệt boss nha như thế nào. Thì mình sẽ đến với tập sau. Mày thông minh vậy bố à. Lưu lại đã. Mày thông minh vậy. Mọi người sẽ mong chờ mày chơi tập sau để mày phá đảo. Woo! Hai clip. Thế thôi. Thế thôi. Thông pha là chê thế thôi. Rồi ok, mai tiếp tục mình sẽ phá đảo của game này. Bây giờ hơi muộn rồi.